Trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng thống Ukraine kêu gọi lập lại trật tự quốc tế. Đức nói ông Putin đã tính toán sai một điều. Triển vọng ngừng bắn ở Gaza bị bóp nghẹt do đối lập với mục tiêu của Israel và Hamas. Lần đầu tiên tên lửa của Houthi rơi trúng lãnh thổ Israel. Sau đây là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 20 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới làm cho trật tự quốc tế dựa trên luật lệ hoạt động trở lại. Ông Zelensky đưa ra lời kêu gọi trên tại một hội nghị do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất. Theo ông Zelensky, nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới sẽ được hưởng lợi từ việc khôi phục luật pháp quốc tế. Theo The Straits Times, Tổng thống Zelensky nói rằng cùng nhau chúng ta phải làm cho sức mạnh quay trở lại với các quy tắc và làm cho các quy tắc hoạt động trở lại. Theo nhà lãnh đạo này, để có được hòa bình, Quốc hội Mỹ, nơi đang cản trở việc thông qua gói viện trợ quân sự thêm 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine, phải cùng với thế giới trở thành đồng tác giả của độ tin cậy vững chắc. Trong khi đó, tại Đức, hãng tin DWK dẫn lời Thủ tướng Olaf Scholz nói với Quốc hội nước này rằng Berlin quyết tâm giúp Ukraine tự vệ, đồng thời khẳng định nếu Tổng thống Nga tin rằng ông ấy chẳng cần có động tĩnh gì thì sự ủng hộ của chúng tôi cũng sẽ suy yếu. Chính ông ấy đã tính toán sai lầm. Nhấn mạnh Đức sẽ không chấp nhận một nền hòa bình được sắp đặt gây thiệt hại cho Ukraine. Ông Scholz cho rằng không nên điều chỉnh biên giới bằng vũ lực. Ngày 19 tháng 3, người đứng đầu Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chủ trì một cuộc họp hàng tháng của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine UDCG tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Khoảng 50 đồng minh là những nước đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine cũng tham dự. Nội dung cuộc họp chưa được hé lộ. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau đó, ông Austin đã cảnh báo sự tồn vong của Ukraine đang gặp nguy hiểm. Ông nói, các đồng minh và đối tác của chúng ta vẫn tiếp tục tăng cường hỗ trợ. Mỹ cũng phải như thế và ám chỉ những khác biệt tại Quốc hội Mỹ trong việc cấp thêm viện trợ cho Ukraine. Theo Reuters, về cơ bản, Mỹ đã hết tiền để tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine. Trong cuộc họp báo tại Đức, ông Austin không cho biết Washington sẽ hỗ trợ Kiev như thế nào nếu không có thêm nguồn tài trợ. Các quan chức Ukraine cho biết việc thiếu tiền đã ảnh hưởng đến thực địa, khiến các lực lượng nước này phải tìm cách sử dụng một cách nhỏ giọt. Trong lúc cuộc họp ở Ramstein vẫn đang diễn ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh tiếp tục cung cấp thêm lực lượng phòng không. Tuần trước, chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo sẽ gửi 300 triệu đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, Washington cũng thừa nhận rằng đây là kết quả từ những khoản cắt giảm các hợp đồng quân sự của Lầu Năm Góc. Các quan chức Mỹ không loại trừ khả năng họ có thể tìm thêm những khoản khác, nhưng cảnh báo nó chẳng thấm là bao và thúc giục Quốc hội Mỹ hành động. Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đang bị bóp nghẹt khi Israel và Hamas không thể dung hòa các mục tiêu mà hai bên hướng tới. Các nhà đàm phán Israel muốn tìm cách giải cứu hàng chục con tin bị giam giữ ở Gaza, cũng như được tự do nối lại chiến dịch tấn công để loại bỏ Hamas sau khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc. Ngược lại, Hamas về cơ bản muốn tìm đường sống cho họ, thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và có thể duy trì ảnh hưởng ở Gaza thời kỳ hậu chiến, dù không còn là phe kiểm soát khu vực. Đây là hai mục tiêu đối nghịch đã cản trở Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza trong nhiều tháng qua. Thu hẹp khoảng cách giữa hai bên trở thành ưu tiên cấp bách đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi họ đang cùng các trung gian đàm phán là Qatar và Ai Cập giúp Israel và Hamas đàm phán thỏa thuận. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Ả Rập Xê Út và Ai Cập với hy vọng thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn. Các bên trung gian đàm phán mô tả đàm phán là cơ hội cuối cùng để đạt được thỏa thuận nhằm ngăn kế hoạch tấn công của Israel vào Rafah, thành trì cuối cùng của Hamas ở Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết đã nói rõ với Tổng thống Biden rằng ông sẽ không từ bỏ kế hoạch đưa quân vào thành phố phía nam dải Gaza. Ông Netanyahu nói với Ủy ban Quốc phòng và Đối ngoại của Quốc hội Israel, mục tiêu của chiến dịch có thể tóm gọn là phá hủy hoặc loại bỏ khả năng quân sự cùng vai trò lãnh đạo của Hamas, trả tự do cho tất cả con tin và đảm bảo Gaza không còn là mối đe dọa đối với Israel. Ông nhấn mạnh điều này đòi hỏi họ phải loại bỏ những thành viên còn lại của Hamas ở Rafah. Ông nói, chúng tôi quyết tâm làm điều này. Cũng liên quan đến xung đột ở dải Gaza, tờ The Times of Israel đưa tin ông Ismail Haniyeh, thủ lĩnh chính trị của Hamas hoạt động ở Qatar, mới đây cáo buộc Israel phá hoại các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin đang diễn ra ở Doha, Qatar, sau khi quân đội Israel đột kích vào Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở dải Gaza. Quân đội Israel tiến hành cuộc đột kích đó, nói rằng những thủ lĩnh cấp cao Hamas đã quay trở lại sử dụng bệnh viện Al-Shifa làm trụ sở hoạt động chính.
Cuộc đột kích trên diễn ra trước khi các cuộc đàm phán do Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian được nối lại ở Doha. Vòng đàm phán này dự kiến sẽ kéo dài khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Israel đánh giá đây là vòng đàm phán phức tạp, đồng thời bày tỏ sự bi quan về khả năng đạt được một thỏa thuận. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari nói rằng các quan chức Qatar lạc quan một cách thận trọng về các cuộc đàm phán. Ông Al Ansari lưu ý việc lãnh đạo David Bania của cơ quan tình báo Mossad quay trở lại Israel sau khi ông này dẫn một phái đoàn đàm phán của Israel đến Doha. Ông Al Ansari còn cảnh báo rằng việc Israel quyết tấn công trên bộ vào thành phố Rafah, nơi có khoảng 1,5 triệu người Gaza đang trú ẩn, có thể làm hỏng các cuộc đàm phán. Israel khẳng định 4 tiểu đoàn trang bị súng trường và tên lửa của Hamas đang ở Rafah, thuộc Nam Gaza, và phải bị loại bỏ trước khi xung đột có thể kết thúc. Theo Reuters, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden là dừng kế hoạch tấn công trên bộ vào Rafah. Lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa qua thông báo hạ hơn 50 tay súng và bắt hơn 300 người, nghi là thành viên các nhóm vũ trang trong chiến dịch đột kích bệnh viện Al-Shifa ở Gaza City, cơ sở y tế lớn nhất tại dải Gaza. Ông Ismail Haniyeh, lãnh đạo văn phòng chính trị của Hamas, cáo buộc vụ đột kích bệnh viện Al-Shifa của IDF cho thấy ý định cản trở tiến trình phục hồi cuộc sống ở dải Gaza và phá hủy các khía cạnh thiết yếu để con người tồn tại. Ông Haniyeh nói, hành vi cố tình nhắm mục tiêu vào các sĩ quan cảnh sát và quan chức ở Gaza thể hiện nỗ lực của họ nhằm gieo rắc hỗn loạn và kéo dài bạo lực đối với người dân chúng tôi. Điều này cũng cho thấy nỗ lực của lãnh đạo Israel nhằm phá hoại các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Doha. Vụ đột kích diễn ra trong lúc các bên nối lại đàm phán tại Qatar sau nhiều tuần không đạt được thỏa thuận đình chiến trong tháng lễ Ramadan của đạo Hồi. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed Al Ansari cho biết các cuộc đàm phán ở thủ đô Doha về lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả con tin đang tiến triển. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lạc quan một cách thận trọng về các tiến bộ, nêu rõ hiện còn quá sớm để khẳng định thành công. Theo ông Al Ansari, giám đốc cơ quan tình báo Israel Mossad, ông David Bania đã rời Qatar, nhưng các nhóm chuyên viên hiện đang thảo luận chi tiết về một thỏa thuận tiềm tàng. Ông tin tưởng sẽ sớm có một bản đề xuất gửi phong trào Hồi giáo Hamas tại dải Gaza, dù đây chưa phải là bước cuối cùng trong toàn bộ tiến trình. Trước đó, ngày 18 tháng 3, ông Bania đã đến Doha để đàm phán với Thủ tướng Qatar và các quan chức Ai Cập. Đây là cuộc hội đàm đầu tiên kể từ khi các nhà hòa giải không đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước tháng lễ Ramadan của tín đồ Hồi giáo. Một quan chức Hamas cho biết sẽ chấp nhận việc Israel rút quân một phần trước khi trao đổi tù nhân, tức là đã nới lỏng các yêu cầu trước đây về việc rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Phát biểu với đài truyền hình Al-Mana của phong trào Hồi giáo Hezbollah, ông Osama Hamdan, một thủ lĩnh của Hamas, bày tỏ hy vọng về việc chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự và cho rằng các cuộc đàm phán có thể kết thúc trong vài ngày. Tuy nhiên, ông Al Ansari, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cảnh báo nếu Israel tấn công thành phố Rafah phía nam Gaza, có thể phá hỏng các cuộc đàm phán. Theo một số nguồn tin, lực lượng phòng vệ Israel IDF đang chuẩn bị tấn công thành phố Rafah, nơi hơn một nửa trong số 2,3 triệu dân ở dải Gaza di tản tới để tránh giao tranh tại những nơi khác. Nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, phản đối kế hoạch tấn công Rafah của IDF. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang gây áp lực để Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rút quyết định triển khai chiến dịch ở Rafah. Tuy nhiên, ông Netanyahu tuyên bố Israel quyết loại bỏ các tiểu đoàn Hamas ẩn náu ở Rafah và không thể làm điều này nếu không mở đợt tấn công trên bộ nhằm vào thành phố ở miền nam dải Gaza. Tối 19 tháng 3, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận rằng vật thể trên không đáng ngờ tấn công một khu vực không người gần Eilat vào sáng sớm ngày 18 tháng 3 là một tên lửa hành trình. Theo tờ The Times of Israel, lực lượng Houthi ở Yemen nói rằng mình đã phóng tên lửa vào không phận Israel từ hướng Biển Đỏ. Không có thiệt hại hay thương tích nào sau vụ tấn công, và không quân Israel đã theo dõi tên lửa này trong suốt vụ việc. Đây là lần đầu tiên Houthi bắn tên lửa trúng lãnh thổ Israel. Trong các cuộc tấn công trước đây, tên lửa và máy bay không người lái phóng từ Yemen đã rơi xuống các nước láng giềng hoặc bị phòng không đánh chặn. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đang điều tra thêm về vụ việc. Người phát ngôn của Houthi, ông Zahia Zari, nói trong một tuyên bố ngày 19 tháng 3 rằng Houthi cũng tấn công một tàu chứa nhiên liệu ở Biển Đỏ bằng tên lửa hải quân. Đó là tàu Mado chứa khí đốt hóa lỏng treo cờ quần đảo Marsan và đang từ Ả Rập Xê Út tới Singapore. Con tàu này đã hai lần bị Houthi tấn công vào ngày 15 tháng 3 và ngày 17 tháng 3. Cả hai cuộc tấn công đều bắn trên con tàu, không gây thiệt hại cũng như thương tích. Mặc dù Houthi nói rằng tàu chở dầu này là của Mỹ, nhưng cơ sở dữ liệu vận tải biển chỉ ra rằng con tàu thuộc công ty thương mại và vận tải biển Naptoma của Hy Lạp. Để đối phó với các cuộc tấn công của Houthi,
Mỹ và Anh đã nhiều lần không kích các mục tiêu của nhóm này ở Yemen và thường xuyên đánh chặn tên lửa, máy bay không người lái mà Houthi định dùng để tấn công tàu thuyền. Vào tối 19 tháng 3, quân đội Mỹ cho biết họ đã phá hủy 7 tên lửa và 3 máy bay không người lái tại các khu vực ở Yemen do Houthi kiểm soát. Quân đội Mỹ nhận định số vũ khí này có thể gây ra mối đe dọa cho các tàu thương mại và tàu hải quân Mỹ. Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết họ đã hành động tự vệ khi phá hủy tên lửa chống hạm và máy bay không người lái nói trên, cũng như 3 thùng chứa vũ khí ở các khu vực do Houthi kiểm soát. Trước đó, theo đài truyền hình Al Masira, Mỹ và Hải quân Anh đã tiến hành 4 cuộc không kích vào thành phố Cảng Hodeidah của Yemen ngay trong rạng sáng ngày 17 tháng 3. Các cuộc không kích nhắm vào quận Durehimi, phía nam thành phố. Kể từ giữa tháng 11 năm 2023, Houthi đã liên tục tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào các tàu vận tải thương mại quốc tế mà lực lượng này cho là liên quan Israel đi qua Biển Đỏ. Houthi tuyên bố hoạt động này nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine sau khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái. Liên quân Mỹ-Anh đã đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở của Houthi ở Yemen, khiến Houthi mở rộng mục tiêu sang các tàu thương mại và tàu hải quân của Mỹ và Anh.